Xin chào các bạn, tôi là Rura Khánh, chuyên về xì gà và các loại rượu. Hiện tại tôi có một cái trang tin là Rura Khánh xì gà và wine, mong các bạn xem và chia sẻ ủng hộ. Tôi thì chia sẻ anh em kinh nghiệm của tôi cũng chưa lâu về xì gà và rượu. Hôm nay tôi có một cái buổi giới thiệu về cách chọn một điếu xì gà phù hợp với cả các cái điều kiện thời gian, rồi là cảm nhận, rồi là chi phí về tiền. Đấy, thì xì gà thì tôi nói có một hàng ngàn loại khác nhau, hàng ngàn hãng. Đấy thì nó có rất nhiều các quy chuẩn khác nhau, quy chuẩn điếu xì gà khác nhau, là kích cỡ, rồi là màu với lá, rồi là giá tiền. Đấy, thì nó khác nhau. Đấy, thì cái cơ bản chúng ta chọn cái điếu xì gà là nó phù hợp với cả cái điều kiện bát gạo đồng tiền có, tôi nói nôm na như vậy, mà mình thích thú. Như lần tôi chia sẻ với anh em ấy, là thu hút với điếu xì gà nó về để thưởng thức, chứ không phải vì một cái gì đấy. Mình không phải là một người mà là hút quá nhiều, của em mới muốn nôm na là có người mình nghiện. Mình là như vậy thì mình đọc, mình viết, học, mình hút thử thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm đấy. Hôm nay thì thời gian nó rảnh mà, thì tôi chọn một cái điếu mà tôi có duy nhất một điếu rồi, lần đầu tôi hút là điếu xì gà Hopman. Điếu gà Hopman này thì nó có hai hãng, một hãng của Cuba, mà cái hãng thì họ từ Cuba thì họ chạy sang Trung Mỹ họ làm. Điếu xì gà này là điếu xì gà của Nicaragua, sản xuất tại Nicaragua. Đây là một cái điếu màu đá Maduro tiêu chuẩn, tem rất đẹp các bạn, đây là cái tem rất đẹp. Đây một điếu Nicaragua tôi hút được một đoạn rồi, thì rất là ngon. Đấy. Rất là êm ái, thật là có chút đắng ngậy. Cái điếu này là một cái điếu cũng về kích cỡ, về tất cả những điều kiện khác nó đều là lớn. Điếu này là cái vòng đo 50, 50 mà chiều dài 15 cm, là điếu này dành cho những người hút chuyên nghiệp. Những bạn mới hút thì không nên hút điếu này, thì mình thấy là nó rất đậm, rất mạnh, và cái thời gian hút rất lâu. Như điếu này nó hút khoảng 2 tiếng, thì hôm nay tôi cũng rảnh rỗi, tôi có thể hút 2 tiếng điếu này được, và đủ. Mình phải chọn theo cái sức khỏe của mình, cái điều kiện của mình. Ví dụ có những người mà hút chưa lâu, chưa nhiều, thì họ hút điếu xì gà chọn một điếu lớn luôn, hút xong không hết, hút hết thì rất là mệt, mà không hết để đến một chiều hút hoặc đến ngày hôm sau hút là nó vẫn điếu xì gà. Đấy 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 là một cách chọn lựa hợp lý. Ví dụ như mình không hút nhiều thì mình chọn một cái điếu là đây, cái chiều dài nó cỡ này thôi, ta hút dần, nâng cấp dần. Để tôi hút được một điếu như này thì bây giờ là phải mất rất nhiều thời gian, mình có kinh nghiệm hút được hết đấy rồi. Các bạn lấy một cái điếu xì gà mà chọn được điếu xì gà chuẩn, sau này có gu, mình có những gu riêng. Mình sau nhiều lần hút thì mình thấy cái này nó hợp với mình thì mình cho là nó hợp với mình. Vì nó có 1.000 hãng khác nhau, mà có ông thì hút chỉ Cohiba, Signal, hoặc là ông nào có hút chỉ Bi hay cờ, chứ người ta có điều kiện cực kỳ tốt thì họ hút những cái loại điếu đấy. Nhưng mà mình thì làm sao có điều kiện hút được, thì mình có thể chọn một cái nào đấy của Trung Mỹ. Trung Mỹ nó rất hợp lý giá, nhưng thường là Cuba đắt hơn, bởi đắt hơn Trung Mỹ. Tất nhiên là nó cũng có những cái riêng của nó, nhưng mà họ đã cái vùng đất Trung Mỹ ấy, thì nó có rất nhiều giải đất khác nhau, nó có cả công nghệ ấy, vì họ trồng chăm bón. Tất nhiên là nó phụ thuộc cả yếu tố đấy, nhưng mà hiện nay thì công nghệ ở Trung Mỹ họ tương đối tốt. Nước Nicaragua hoặc là Dominica hoặc là Honduras, những nước đấy là họ trồng, họ kinh nghiệm, thì họ những người di dân từ Cuba sang
nhà dân Cuba sang đấy, họ họ chế biến, họ đưa ra. Ví dụ như lần trước tôi giới thiệu cái điều cái gia đình Agnetero đấy, thì họ có những cái điều xì gà cực kỳ đẳng cấp. Như thường lệ thì tôi vẫn hút xì gà, uống trà, hay để uống trà khó mút, sáng tuyết khó mút thì nó hợp với tôi. Đấy, có người thích cà phê, có người thích nước lọc, nhưng mà hôm nay tôi thường xuyên uống trà, hút xì gà, bị cả hai cái vị nó tương cân nhau. Ấy thì tôi lại nói sang cái việc là đầu tiên chúng ta hay chọn là có thể chúng ta chọn theo màu lá cũng được, tại vì cái nguyên tắc là lá tôi đậm hơn nhạt, càng đậm thì nó càng đậm, càng nó càng nặng. Đấy là cái đầu tiên. Đấy thì trên đọc trên các tài liệu ấy, thì nó có màu lá cơ bản là màu lá đúc bờ ca naro, nhưng mà hôm nay điều 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 màu lá không có, mà màu lá caro, màu lá claro, đây là màu lá caro này, màu lá cơ bản này. Đấy, các bạn ạ. Đấy, màu này màu hút nó dễ hút, nó nhẹ, nó êm ái hơn. Cùng cái hãng này nó có cái điều Maduro luôn, thì màu lá coro caro thì cái màu lá coro ấy, thì cái màu lá đấy là màu lá nó trung bình đấy, màu lá trung bình. Ví dụ như này là màu lá coro coronado, cái màu lá thứ ba là màu lá nó giữa cái màu lá mandoro, thì thường mình có hay hút là mandoro là màu lá đậm. Ví dụ như đây là một điếu, điếu này tôi hút là điếu màu lá mandoro này đấy. Màu lá tiếp theo là màu lá đặc biệt, màu lá đậm nhất là màu lá Okuro, đây màu lá đậm nhất ngoài hút. Thì màu lá này, những màu lá này thì nó liên quan đến cái việc là chúng ta hút nó đậm, những người mới hút thì nên hút cái màu lá nó vừa vừa, là những trường hợp đặc biệt tôi mới hút điều này. Ví dụ như buổi tối mà uống rượu mạnh hút điều này rất tuyệt vời đấy, ví dụ thế. Nhưng mà một hút nó hỗ trợ nhau tuyệt vời luôn đấy. Ví dụ như là có thể như anh mà hút xì gà với rượu vang được, rượu vang thì là nó nhẹ mà, thì mình hút cái điếu màu lá thấp. Đấy là cái màu lá nó quyết định khác nhau. Cái thứ hai là kích cỡ điếu xì gà nó quyết định được thời gian hút, rồi là chúng ta hút như thế nào. Đấy, chúng ta bây chúng ta thời gian ít, mà chúng ta chọn một điếu rất là to, mà điếu thứ hai là điếu nhỏ thì tiền nó ít hơn. Đấy là quy luật thôi, không tất cả không phải có những điếu, ví dụ như cái điếu điếu điếu, điếu này thì nó ngắn mà nó nhỏ. Ví dụ đây là một điếu xích lô medio, đây một điếu cũng dành cho hút độ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng rồi lại. Điếu này nó không phải rẻ đâu các bạn ạ. Đấy, điếu signal đấy, thì ví dụ như những cái điếu này thì là điếu nó hút trong vòng 4 phút là đấy, cái điếu này thì nó rất là bình thường đấy. Chúng ta hút trong vòng 30 phút 40 phút thì ta hút cái điếu này, và chúng ta thời gian lớn là nhập đây. Ví dụ đây là một cái size rất lớn này, đây là một cái size cực kỳ lớn này. Đây là một cái điếu rất đẳng cấp, của được 125 hãng cigar hàng đầu thế giới, tạp chí Aficionado giới thiệu. Đây là một cái điếu này là điếu size lớn, có điếu size lớn hơn cơ, nhưng mà cái size này là dạng size lớn rồi đấy. Thì chúng ta hút vào thời gian, điều kiện không gian, chúng ta hút chọn những điều hợp phù hợp hay đấy. Vì hay mình mới hút, mình hút chưa nhiều thì mình chọn hút để làm sao mà nó thích thú, chứ không phải hút để chúng ta. Nhiều người hút xong là say, xong là mệt, xong là rất là toát mồ hôi, như thế là chúng ta phải rút kinh nghiệm, không nên hút thì bệnh. Chúng ta chọn điều phù hợp, đấy, cái cỡ nó phù hợp. Đấy, vì tôi chọn như vậy vì tôi hút lâu, chuyên nghiệp, phải chuyên nghiệp nhưng mà tương đối chuyên nghiệp, thì mình hút mình thấy mình thấy sướng, hút hết điều này xong cảm thấy bình thường đấy. Thì đấy là cái chọn lựa điếu xì gà. Cái thứ ba là điếu xì gà thì chúng ta, nếu mà chúng ta cầu kỳ nữa thì mà chọn theo các form khác nhau. Đây là cái form điếu xì gà, form cơ bản, form cơ bản này đấy, các bạn nó có rất nhiều form đấy. Form mà hình lôi lôi hình đây là có một loạt các loại form kích cỡ khác nhau trong cái tài liệu, thì vì để nhớ hết được ấy, thì chúng ta rất là khó. Một số loại xì gà được
này theo các form khác nhau. Bạn đây, đây là có rất nhiều cái form khác nhau. Bạn đây, các bạn xem, đây là một cái form có điều xì gà khác nhau. Và bạn đã đọc là sẽ hiểu được là tại sao có những form nó điệu đà, form rất đẹp, có form dài, form tiêu chuẩn. Đây là một cái loại các loại xì gà theo kích cỡ tiêu chuẩn các bạn. Để các bạn xem cái dòng cái xì gà rất là tiêu chuẩn. Đây. Đây có dài có ngắn, có màu lá khác nhau để các bạn có thể tham khảo và lựa chọn. Đấy. Cái điếu xì gà mà nó có một cái cellophane này thì thường đa số là thế này, tất cả 100% ở Trung Mỹ thì đều có hết. Cuba thì họ làm bằng bạc hơn, cho vào cái hộp hộp gỗ hoặc là hộp giấy hoặc qua túi bốt, cả túi bốt nữa. Đấy thì như cái này là cái nó bảo quản là tốt nhất này. Theo như kinh nghiệm của tôi là bảo quản tốt nhất thì cái này là cellophane hút ẩm, tạo ẩm, hút ẩm từ từ. Đấy, thì bạn cho một cái chất tạo ẩm này, ví dụ loại tạo ẩm này để bảo quản được cái gà tốt. Đấy, tôi nói là cứ chọn là nó có kích cỡ là form của những cái gà. Ví dụ đây là một cái hộp mà xì gà Cuba này các bạn này, đấy, rất mộc mạc. Đây là hộp mà cũng tên với cái điếu này, Havana là 54, Mark Wood 54. Đây là điếu Cuba, hộp Cuba. Đây là của Trung Mỹ, Nicaragua. Mà hãng này là nó đặt trụ sở ở Mỹ hết. Mỹ là một đất nước phải là xì gà thì số 1, họ hút là rất đa dạng, không như là châu Âu. Châu Âu thì tôi cũng đến rồi, Mỹ tôi cũng đến rồi, nhưng mà Mỹ thì họ xì gà họ rẻ, thương Mỹ nó rẻ so với thương Nhật. Một cái điếu này bên Mỹ nó khoảng độ tầm gần 20 đô đấy, là còn đang trong Mỹ, nhưng mà cái điếu này ở Việt Nam mình chắc phải khoảng 1 triệu rồi đấy. Thế tôi nói là đấy là họ hao nhập cao hơn mình nhiều nên họ hút đại trà hơn. Tôi đến cái OS xì gà ở Trung Mỹ ấy, họ hút rất là nhiều. Cái người bình thường họ bình thường họ hút hút mà họ điếu rẻ tiền là 2 đô cũng có, mà bạn Mỹ là 2 đô một điếu xì gà, là một đời mấy thu nhập của họ rất là cao, 2 đô một điếu là bình thường. Đây là một cái hãng tương đối nổi tiếng. Một cái nữa là chúng ta chọn, thế là những hãng mà các bạn có điều kiện các bạn chọn Cuiba hoặc là Mung Tê Quý Tô, mấy cái hãng của tập đoàn có Cuiba thì nhất nhất rồi, không phải bàn, tôi không bàn gì cả. Chúng ta không có điều kiện, chúng ta vẫn hút, thích hút thì là chúng ta có thể chọn những hãng mà tiền nó rất vừa phải, nó vẫn hút, nó đầy đủ các hương vị, nhưng mà cái thì chúng ta cảm nhận nó khó hơn thôi. Ví dụ như chúng ta, ví dụ hôm nay tôi chọn, ví dụ như tôi chọn một cái điều này, đây là một cái điều lơ gác, gác lơ. Cái điều này nó rất bình thường, rất dễ hút, mà điều size cũng lớn, size 52 đấy, tương đương với siêu 6. Ví dụ như thời gian có một điều này nó thế là nó không êm bằng các những điều kia được, nhưng mà hút vẫn chuẩn. Đây là một cái điều nó thì nó vừa phải. Ví dụ như là về cái Placencia này, đây là một cái điều form rất đẹp, nhưng mà hút đậm một chút nữa thì hút điều này cũng giá nó cũng rất phải chăng. Vì những hãng này nó rất là lớn, quy mô rất lớn, thành ra họ làm với cái điều kiện công nghiệp, cái điều kiện nôm na là cái sản xuất, cái sản lượng rất lớn, thì là cái giá nó phải chăng, mà nó cạnh tranh nó giá phải chăng. Đấy, ví dụ như những cái điều này chúng ta hút rất là ok mà giá rất phải chăng. Ví dụ những cái điều này tôi thỉnh thoảng hút, mà tôi nhớ quá hút thì cái điều này nó không 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 sâu lắm, mà hút nó vẫn có cái hương vị của xì gà, vẫn là xì gà đấy, nhưng mà nó không để đọng, nó không đọng dư vị rồi. Mà hút rất tốt. Ví dụ như buổi sáng mà mình thèm, mình thời gian ngắn mình châm một điếu này, hút điếu xì, hút cà phê hoặc điếu trà, trà thì tuyệt vời luôn. Đấy là ví dụ cách chọn điếu xì gà. Ví dụ như cái điếu mà những hãng cái này tôi được biết là cái Oliva, Oliva ấy, thì là cái giá nó rất phải chăng, rất nhiều loại. Hoặc là
một số cái hãng Trung Mỹ mà hiện nay giá nó rất phải chăng, nó chỉ khoảng độ 250.000 một điếu, và được cái size cũng tương đối rồi. Nhưng nữa, những hãng xì gà mà nó không bằng tên tuổi thì bây giờ giá nó cũng hợp lý hơn. Mà cùng một cái giá đấy, các bạn chọn một cái điếu xì gà mà nó có tên tuổi, mới cả có tên tuổi, thì cái điếu mà khả không tên tuổi ấy, thì hút nó sẽ ngon hơn rất nhiều điếu mà có cái hãng tên tuổi cùng cái giá đấy. Đấy là cái bật mí. Ví dụ tôi nói là cái điếu này nó điều hỏi ra này á, cái này nó chỉ tương đương cái điều giá thành, nó chỉ tương đương được sinh hai thôi đấy, nhưng mà cái điều này ấy, thì hút rất hay, hút rất tuyệt vời đấy. Thì bây giờ mình hút xuống sinh hai thì mình quen hương vị rồi, cũng quen cái nọ kia rồi, thì mình làm mà dẹp ra được những cái điều này hút mà nó vừa sạc vừa giá cả phải chăng. Thế thì anh ngậm một điếu Signal 2, Signal 3 thì nó đi nó sai hơn, nhưng mà tôi thấy là hút một điếu này thì cái dư vị nó rất là tuyệt vời đấy. Điếu này thì tôi đã một lần tôi review rồi, đã review rồi thì rất là đặc biệt, hút rất là tuyệt vời đấy, là có cả cái nhãn vàng, tem vàng nha. Đấy, điếu này thì của Geneva đi biếu đi xén, một số người tôi hút thử, tôi người cháu hút thử đều khen đều thích, chứng tỏ là rất là tốt đấy. Thế này ví dụ cái hãng xì gà này là của Việt Nam, nhưng mà lá của Trung Mỹ này, lá của Cuba này, họ làm Việt Nam rất đẹp, mẫu mã rất đẹp, giá rất phải chăng. Đấy, các bạn có thể lựa cái nếu này để chúng ta tìm tòi đấy. Nhưng còn bây giờ Việt Nam cũng vẫn được một số loại là cái ba họ làm đấy, cũng có hút được, nhiều người hút thích đấy cũng được. Đấy, tôi quay lại cái ống này nữa, thì hút được 1/3, nó vẫn êm mà quan trọng là nó hút nó có dư vị. Các bạn cái thứ bên trong tài liệu nói bên này có mùi tuyết tùng, mùi gỗ sồi, mùi đất mây vỡ, rất nhiều hương, trong cái xì gà nó có rất nhiều hương. Thế là mỗi người cảm nhận theo mùi hương khác nhau, không ai thì cảm nhận hết được đâu. Đấy là cái đòi những chuyên gia hàng đầu về xì gà, họ kinh nghiệm họ mới cảm nhận hết được các bạn ạ. Đấy, để chọn một điếu xì gà nó phù hợp, để hút một điếu xì gà nó ngon, thì đấy là cả một vấn đề kinh nghiệm đấy các bạn. Hút nhiều, chịu khó thưởng thức nhiều. Một ngày tôi hút chỉ một điếu, để tối đa là 2 điếu thôi. Đấy, có thể tôi không hút là để cảm nhận, cảm thấy rất là sướng. Đấy, có thể làm hút nhiều thì chúng ta có thể giới thiệu cho anh bạn bè, tư vấn cho anh em bạn bè điếu xì gà phù hợp. Thế là cái bộ môn mà nó có ngày xưa là giới quý tộc ở châu Âu, xong mới lan sang Mỹ, lan sang châu Á. Bây giờ mình là người đi sau, thôi mình học cái hay, cái kinh tế tất nhiên là không thuốc lá thì nó cũng nói chung là CCR, nói chung là nó đều hại sức khỏe cả. Đó. Đấy là cái quy luật, tôi thì cũng nói nhiều lần tôi mới biết hút thôi, mà tôi thấy rất hay, vừa sưu tập vừa thương mại chút, là tôi sẽ mở một, tôi có bộ sưu tập CCR tương đối để tôi sẽ giới thiệu các bạn dần dần những điếu xì gà quý của tôi, điếu xì gà mà có đẳng cấp, xì gà mà nó có chất rồi đó. Đấy, hôm nay tôi cũng có một cái thời gian ngắn để giới thiệu về cái cách chọn xì gà, các màu lá, tôi nói là tên màu lá, là giá thành, form khác nhau. Đấy thì là những cái cơ bản của điếu xì gà, thì các bạn cố gắng tìm ra được cho mình một cái gì mình thích. Đấy, có thể là tham khảo tôi. Đấy, chúc các bạn một tháng công việc vui vẻ, làm ăn thuận lợi. Xin chào các bạn.